nếu em muốn đi xa nơi anh, gạt đi tình yêu nơi anh, bỏ qua ngày tháng cùng nhau vượt qua. Nếu em yêu, dù lúc em khóc trong vòng tay anh, để anh nhận ra rằng em là giá trị để anh mang đi theo suốt cuộc đời. Ai cũng sẽ chỉ một hạnh phúc trên dòng đường đời, và ai cũng sẽ nhận ra người mình không thể quên. Thì em hãy cứ đi tìm một hạnh phúc mới, tìm một người thay thế anh trong những đêm. Quý vị thân mến, đêm nay chúng ta đã đến với đêm thi đầu tiên trên sân khấu trực tiếp của Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam mùa thứ 6 với 5 thí sinh nam của top 10. Và họ là Ngọc Việt, Minh Quân, Thế Phương, Nguyễn Duy và Trọng Hiếu. Kính thưa quý vị, và sân khấu đêm nay là của họ. Ngay lúc này đây thì Duy Hải muốn giới thiệu đến quý vị những người đã chọn và giới thiệu đến top 10 năm nay. Đầu tiên xin được giới thiệu giám khảo Nguyễn Quang Dũng. Xin được giới thiệu ca sĩ Thu Minh, nhạc sĩ ca sĩ Thanh Bùi. Giám khảo khách mời, giám đốc âm nhạc của chương trình, nhạc sĩ Huy Tuấn. Ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời các bạn thí sinh lui vào trong để chuẩn bị cho phần thi của mình. Và bây giờ thì Duy Hải sẽ dành chút ít thời gian để trò chuyện và giao lưu với các vị giám khảo. Chị Thu Minh thân mến, với đêm thi ngày hôm nay thì tiêu chí của ban giám khảo sẽ lựa chọn ra 8 thí sinh bước vào vòng gala là như thế nào ạ? Đêm nay sẽ là một đêm gay cấn, bởi vì như các bạn đã thấy đấy, chúng ta có 5 hot boys đứng ở trên sân khấu với 5 màu sắc hoàn toàn khác biệt nhau. Và mình nghĩ rằng là không chỉ là vẻ bề ngoài của các bạn ấy, mà âm nhạc của các bạn ấy cũng là 5 màu sắc, 5 nội dung rất khác nhau trong đêm nay. Và đây sẽ là một điều mà mình nghĩ rằng là Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam cần có rất là nhiều sự lựa chọn, và khiến cho khán giả nhìn nhận được rằng là sở thích âm nhạc của họ và cái tiêu chí âm nhạc mà họ lựa chọn sẽ là nội dung âm nhạc nào trong đêm nay. Và mình nghĩ rằng là sẽ là một điều rất khó. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của giám khảo Thu Minh. Và với anh Thanh Bùi ạ, anh đang mong đợi điều gì ở top 10 trong đêm thi rất là quan trọng ngày hôm nay? Quan trọng cho Thanh á là một sự dũng cảm trên sân khấu. Bởi vì trong 5 chàng trai tối nay sẽ có chỉ có 4 chàng trai đi tiếp theo. Và cái điều đó là cái điều Thanh nghĩ là mình cần phải chú ý. Bởi vì khán giả cho tất cả mọi người một cái sự nỗ lực, một cái sự phấn khích để cho là lên sân khấu ngày hôm nay. Nhưng cái thực tế là sẽ có một em đi về. Và Thanh nghĩ là 4 người đi tiếp theo sẽ hát với tất cả cái trái tim của mình. Thứ hai, sẽ cho khán giả được thấy trong vô trong cái con người của người đó. Không phải chỉ là về cái mặt âm nhạc, mà quan trọng là về cái mặt con người nữa. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của giám khảo Thanh Bùi. Kính thưa quý vị, ở vòng thi này thì các thí sinh của chúng ta sẽ tự do lựa chọn bài hát mà họ muốn gửi tới khán giả. Và đêm hôm nay, chúng tôi sẽ tìm ra 4 thí sinh nam để đi tiếp vào vòng gala. Ban giám khảo sẽ lựa chọn 3 thí sinh. 2 thí sinh còn lại thì năm nay chúng tôi có một luật hoàn toàn mới. Đó là chúng tôi sẽ có một nhóm giám khảo đặc biệt
gồm 41 người có những đóng góp và những hoạt động tích cực trong ngành giải trí, bao gồm những phóng viên mảng văn hóa nghệ thuật, những blogger có tầm ảnh hưởng trên các trang mạng xã hội và đặc biệt là các ca sĩ đã thành danh từ cuộc thi Việt Nam Idol. Và nhóm giám khảo đặc biệt này sẽ lựa chọn một trong hai thí sinh để vào top 4 đi đến vòng gala. Và trong sự chia sẻ này thì Duy Hải muốn hỏi đạo diễn Nguyễn Quang Dũng một câu. Đó là anh suy nghĩ như thế nào về sự thay đổi mới lạ lần này của Việt Nam Idol? Tôi nghĩ với những cái sự thay đổi thì ban tổ chức nhằm muốn cái sự công bằng càng ngày càng tốt hơn. Vì theo kinh nghiệm chúng tôi thì những cái vòng đầu tiên trực tiếp thì khán giả chưa biết nhiều các em, cho nên là có thể cái lượng tin nhắn của khán giả chưa có ổn định và chưa có hoàn toàn chính xác. Cho nên là chắc ban tổ chức đã thay đổi một tí xíu ở những cái vòng đầu. Và tôi nghĩ là ban tổ chức cũng muốn gửi đến các em một cái thông điệp. Thế là trước khi các em muốn có một cái vị trí với khán giả thì các em phải có được cái sự hỗ trợ, sự yêu mến của những người đồng nghiệp, các anh chị đi trước và các anh chị nhà báo. Bản thân chúng tôi khi ngồi ở đây với vị trí này thì thời gian trước và bây giờ chúng tôi vẫn có rất là nhiều hỗ trợ của những người phía sau, rất là nhiều người. Vâng, xin được cảm ơn đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ quý vị đã sẵn sàng để chào đón phần trình diễn các thí sinh Việt Nam Idol chưa ạ? Vâng, nếu sẵn sàng rồi chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay thật lớn để chào đón thí sinh đầu tiên, anh chàng Macaron Nguyễn Ngọc Việt. Mình là Nguyễn Ngọc Việt, mình đến từ Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Hiện tại mình đang là một thợ săn, nhưng mà có cái đam mê ca hát từ nhỏ. Vậy nên là năm nay mình quyết định tham gia Việt Nam Idol. Cá tính, mạnh mẽ, và một chút từ đó, tăng động. Hôm nay là đêm trực tiếp đầu tiên. Sẽ có rất nhiều những tiết mục hay. Ngoài việc ra còn 9 bạn nữa. 9 bạn nó cá tính còn hay lắm. Vâng, chúng ta hãy cùng dành thêm những tràng pháo tay thật lớn hơn nữa cho thí sinh mở màn đêm hôm nay.
xin được cảm ơn Nguyễn Ngọc Việt. Kính thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với phần trình diễn của 4 thí sinh tiếp theo, thì Duy Hải xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong giây lát. Vâng, xin được cảm ơn quý vị đã chọn xem Việt Nam Idol trên VTV3 đêm nay. Và đêm nay là phần trình diễn của 5 thí sinh nam trong top 10. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn của thầy giáo điển trai Bùi Minh Quân. Mình tên là Bùi Minh Quân, mình đến từ Hà Nội. Và hiện tại thì mình đang là giáo viên dạy tiếng Anh tiểu học. Cá tính âm nhạc của Quân thì rất là đơn giản. Bởi vì tiêu chí của Quân là các bài hát Quân hát lên thì phải đến được gần với khán giả. Vì thế là bất cứ thể loại nhạc gì Quân hát thì cái tiêu chí đó Quân đặt lên hàng đầu. Mình rất là chờ đợi đến cái khoảnh khắc mình được đứng trên sân khấu một lần nữa. Và Quân sẽ coi như đây là lần cuối cùng mình được đứng trên sân khấu và mình sẽ hát một cách hết mình và thoải mái hết sức. Yes, I do, I believe that one day I will be where I was, right there, right next to you. And it's hard, the day just seems so dark, the moon, the stars are nothing without you. Your touch, your skin, where do I begin? No words can explain the way I'm missing you. Deny this emptiness, this hole that I'm inside. These tears, they tell their own story. Can I lay by your side, next to you? You
Vâng, xin được cảm ơn Bùi Minh Quân. Còn bây giờ đây, những khán giả nào của chúng ta ủng hộ cho thí sinh Ngô Thế Phương nào? Còn chần chờ gì nữa à? Chúng ta hãy cùng đến với phần trình diễn của Ngô Thế Phương. Mình tên là Thế Phương, năm nay mình 25 tuổi. Mình đến từ Hà Nội. Trước đây thì mình có theo học một trường kỹ thuật, nhưng vì niềm đam mê âm nhạc, đam mê guitar nên hiện tại mình đã theo hoàn toàn guitar. Mình đang rất là dạo dực, đang rất là háo hức để có thể đứng ngay trên sân khấu để gửi đến mọi người được cả tình âm nhạc, cảm xúc và tình yêu âm nhạc. Để ta biết nồng nàn. Con cò mày đi ăn đêm, mày đi ăn đêm. Sao, sao đi, sao đi à một mình. Một mình lầm lũi canh ba từng giấc trong đêm khuya vắng. Một mình lầm lũi ba con tép, đêm nay không thấy có con cá nào. Có ơi thôi đi về đi, đêm qua cũng thế, đêm nay cũng thế. Có ơi lặn lội cả đêm thương cho đàn con, canh khuya vẫn thức đợi mẹ về mới yên lòng. Thôi về cỏ ơi. Kìa có cơn giông ngập đến rồi, sớm đầu mùa rụng ba hồi. Đón cơn mưa đầu tiên để ngày mai. Nhìn đàn cỏ trắng thầm đầu cơn gió, mai kia mà trời thức giấc lại khát khao bay lên, lại bay lên, bay lên. Đàn cò trắng thầm đầu gió, bay về phía chân trời. Vâng, xin được cảm ơn Thế Phương. Kính thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa với phần trình diễn của Nguyễn Duy và Trọng Hiếu. Quý vị đang quay trở lại với đêm biểu diễn đầu tiên của năm thí sinh nam trong top 10 của Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam mùa thứ 6. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn của một thí sinh mà giám khảo Thu Minh cho rằng đây là một anh chàng có khuôn mặt rất là ngây ngô. Vâng, cùng chào đón thí sinh Phạm Nguyễn Duy. Mình tên là Phạm Nguyễn Duy, năm nay mình 21 tuổi. Mình là một thiết kế đồ họa viên. Nói về bản thân cá tính của mình thì có 3 từ: hiền lành,
thật thà và có chút nổi loạn ngầm. Cảm xúc của Duy bây giờ rất là lo lắng và hồi hộp, không biết là sẽ truyền đến khán giả bao nhiêu phần trăm năng lượng của mình. Nhưng mà Duy sẽ cố gắng hết sức để mọi người có thể cảm nhận được bài hát của Duy. We are undercover passion on the run, chasing love up against the sun. We are strangers by day, but lovers by night, knowing it's so wrong, but feeling feeling so right. Are you ready? 1, 2, 3. Call a friend, one, hang up the phone to let me know you made it home. Don't want nothing to be wrong with part-time lover. Chance with me, I'll blink the light to let me know tonight's the night. Me and you, my part-time lover. We are undercover, a passion on the run, chasing love up against the sun. We are strangers by day, but lover by night, knowing it's so wrong, but feeling so right. If I'm with friends and we should meet, just pass me by, don't even speak. Know the world is brief with part-time lover. But if there's some emergency, had a male friend to ask for me, so that's the one thing to you, my part-time lover. We are undercover, passion on the run, oh yeah, chasing love up against the sun. We are strangers by day, but lovers by night, knowing it's so wrong, but feeling so right. Everybody, let me know you made it home. Don't want nothing to be wrong with part-time lover. She ends with me, uplink the light to let me know tonight's the night for me and you, my part-time lover. For me and you, my part-time lover. For me. Vâng, xin được cảm ơn thí sinh Phạm Nguyễn Duy. Kính thưa quý vị, và tiếp theo không khí âm nhạc của tối ngày hôm nay thì Duy Hải xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng dành những giây phút tự tin và tỏa sáng tiếp theo cần gì phải giấu, dành cho anh chàng luôn luôn tràn đầy năng lượng, Trọng Hiếu. Mình là Nguyễn Trọng Hiếu, 22 tuổi và mình sinh ra và lớn lên ở tại Đức. Trọng Hiếu là một người sống rất tình cảm và rất là lạc quan. Và một cái tính xấu của Trọng Hiếu là Trọng Hiếu hay trễ giờ. Cảm xúc của Trọng Hiếu bây giờ là rất hạnh phúc, tại vì là gia đình từ bên Đức sang và đang ngồi trong sân khấu, và có cả bà ngoại của Trọng Hiếu và cả họ hàng từ Hà Nội về đây. Thế là Trọng Hiếu sẽ cố gắng hết mình và let's enjoy the moment. Seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break.
hot air balloon, I like to go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without the room. Because I'm happy. Clap along if you feel happiness is the truth. Clap along if you feel that's what you wanna do. Tay thật lớn hơn nữa để dành cho Trọng Hiếu. Wow, cả khán phòng này là dường như đã cùng happy với Trọng Hiếu. Xin được cảm ơn Nguyễn Trọng Hiếu. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã đến với phần trình diễn của năm chàng trai và chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát và mang đến kết quả cho tất cả quý vị. Quý vị đang trở lại với Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam mùa thứ 6. Và đêm nay thì chúng ta đã cùng chứng kiến năm thí sinh nam của top 10 đã tỏa sáng trên sân khấu. Và khán phòng ngày hôm nay dường như nóng dần hơn với những phần trình diễn của các bạn. Và ngay bây giờ thì Duy Hải muốn chia sẻ thêm với ban giám khảo cũng như quý vị khán giả về một thông tin. Đó là sau một tuần, ban tổ chức của Việt Nam Idol 2015 phối hợp cùng với kênh 14 tổ chức cho khán giả bình chọn thí sinh nam mà các bạn yêu thích nhất. Và ngay bây giờ thì trên tay Duy Hải đã có kết quả cuối cùng. Thí sinh được kênh 14, các khán giả bình chọn yêu thích nhất đã thuộc về thí sinh với số phần trăm ngang nhau là 26%. Xin được chúc mừng hai thí sinh Trọng Hiếu và Minh Quân. Vâng, xin được chúc mừng các bạn. Và có một điều mà Duy Hải muốn chia sẻ với mọi người, đó là kết quả bình chọn này sẽ không ảnh hưởng đến kết quả thi chính thức của các thí sinh. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe những lời đánh giá nhận xét từ phía ban giám khảo cho phần trình diễn của 5 thí sinh buổi tối ngày hôm nay. Vâng, đầu tiên thì xin mời giám khảo Thanh Bùi sẽ nhận xét về thí sinh Ngọc Việt ạ. Ok, Việt, ngày hôm nay anh phải công nhận là em có một sự tiến bộ rất lớn so với những vòng vừa trước. Anh có nghe đó, anh có nghe là em cảm nhận khi em hát em bị sến. Anh có nghe những cái lời đó từ em. Nhưng mà ngày hôm nay á, chỉ trong một thời gian ngắn hạn thôi,
anh nghĩ là cái tư duy của em và cái cách em hát cái bài đó cho thấy được cho mọi người á, em không có hát sến em. Cái điều anh thấy rất quan trọng đây á là anh chỉ hơi tiếc một điều một thôi. Cái khúc đầu của em, khi em bước ra sân khấu, em không có một cái sự tập trung. Bởi vì như vậy, khi em bước ra sân khấu, mọi người bắt đầu la lên một cái, em chào mọi người, sẽ nhạc nó vô một cái, thì nó như là em không có cho cái người khán giả một cái sự ổn định. Bởi vì cuối cùng em, khán giả sẽ nhớ cái câu đầu tiên của em và cái câu cuối của em. Và vì cái câu đầu của em á, anh cần khoảng 30 giây, em á, kéo anh vô đến những cái mà em đang nói. Anh chỉ là thấy hơi uổng thôi. Bởi vì nếu mà em từ cái câu đầu tiên mà em đã cho anh vào cái thế giới của em, một anh chàng trai chơi vơi, hoang mang vì tình yêu của người của em á, đã đi chỗ nào khác rồi. Thế em cho anh được cái khoảnh khắc đầu tiên với cái lời nói đầu tiên của em á, anh sẽ thuyết phục hơn. Nhưng ngày hôm nay anh thấy em làm rất tốt so với những cái vòng trước. Vô đâu. Vâng, xin được cảm ơn giám khảo Thanh Bùi. Và với thí sinh Ngọc Việt thì không biết là nhạc sĩ Huy Tuấn sẽ có lời đánh giá và nhận xét như thế nào ạ? Tôi nghĩ là nếu mọi người gặp Việt cách đây khoảng hơn một tháng thì rõ ràng là chúng ta đã gặp một cái cậu bé có một cái ngoại hình rất là bắt mắt. Tuy nhiên trông giống như là một cái nickname mà bạn đang có là một con ma cà rồng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là một con ma rất là đáng yêu. Bởi vì cách đây một tháng ấy thì bạn chỉ có cái ngoại hình là con ma thôi. Ở bên trong của bạn thực sự nó không thực sự mạnh mẽ như cái vẻ bề ngoài của bạn. Bạn thiếu đi những cái gọi là cái góc cạnh cá tính mà một cái giọng hát nó có thể phù hợp với cái vẻ bề ngoài của bạn. Thì hôm nay là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Tôi đã cảm thấy được rằng bạn đã đưa được những cái cá tính ở trong cái giọng hát của bạn. Bởi vì bạn là một cái người có giọng và có cái kỹ thuật khá là ổn định. Và bạn đã làm được cái việc là đưa được cái cá tính ở trong con người bạn nó gần lại hơn với cái ngoại hình của bạn đang có. Chúc mừng bạn. Xin được cảm ơn nhạc sĩ Huy Tuấn. Và tiếp theo thì chúng tôi xin mời ca sĩ Thu Minh ạ, sẽ có lời đánh giá nhận xét với thí sinh Minh Quân. Minh Quân, anh Quang Dũng đã từng dành cho em cái nickname gọi là sát thủ mang gương mặt trẻ thơ, đúng không? Và rõ ràng ngày hôm nay em có thể là một sát thủ mà không chỉ bằng cái nụ cười, cái gương mặt của em, mà có thể bằng cảm xúc và lấy được nước mắt của khán giả. Nhưng mà cái dòng nước mắt đó là nó chảy vào trong, chứ nó không phải là chảy ra ngoài. Cái bài Lay Me Down này, cái lời của nó thật sự là một cái bài hát rất là xúc động. Khi mà một anh chàng đứng trước người yêu của mình, và cái người đó thì đã mất, đã chết rồi. Và anh chỉ muốn nói rằng là anh có thể nằm bên cạnh của em, để chăm sóc cho em, để mang em trở về. Thì tất cả những cái khát khao và những cái cảm xúc đó của em, chị thấy rằng là trong đêm hôm nay, với những cái tiếng vỗ tay của toàn bộ khán giả ở trong studio này, thì chị nghĩ rằng là em đã có được sự thành công đối với bài hát này. Xin cảm ơn ca sĩ Thu Minh. Và tiếp theo thì Duy Hải xin mời đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sẽ có vài lời nhận xét với thí sinh Thế Phương. Với cái phần trình diễn của Phương ngày hôm nay thì tôi thấy rằng là anh thấy rằng là em có hai điều may mắn. Thứ nhất, em không hát bài này ở vòng ngoài, bởi vì nếu em hát ở vòng ngoài anh nghĩ có thể em sẽ không vào tới vòng này. Cái điều thứ hai là ở cái vòng này cũng không phải chỉ một mình anh quyết định, cho nên em sẽ còn có những cơ hội của những giám khảo khác, của các vị giám khảo phụ. Chứ nếu anh được quyết định thì anh sẽ không đồng ý với em vào vòng trong. Bởi vì sao? Anh nghĩ khi anh chọn em, bởi vì em có một cái giọng hát rất là tình cảm, rất là truyền cảm. Và nó cũng có gì đó mới nữa.
Với cái bài hát Con Cò này thì anh thấy em không đem được lại một cái sự mới gì đặc biệt, và nó mất đi cả cảm xúc và cái tình cảm nữa. Cho nên anh nghĩ nếu em vào vòng sau hay sau này em đi hát, nên chọn lại những cái bài mà nó truyền cảm, nó tình cảm, nó đúng cái chất của em hơn là những bài mà phải phô diễn kỹ thuật. Cái đó là rất chân thành nói với em. Xin được cảm ơn đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Đó là ý kiến của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Còn không biết là nhạc sĩ Huy Tuấn thì anh sẽ có sự đánh giá như thế nào với thí sinh Thế Phương ạ? Thường thì khi mà một ai đó nhận xét về cái sự lựa chọn bài của thí sinh ấy, thì tôi cảm thấy mình có cái trách nhiệm ở trong đó. Với cái phần trình diễn của Thế Phương hôm nay thì thực sự là tôi cũng nhận một phần trách nhiệm, anh Dũng ạ. Bởi vì là tôi không thuyết phục được cậu ấy có một cái lựa chọn tốt hơn. Phương có một cái đức tính mà tôi nghĩ rằng nó cũng rất là tốt. Đấy là sự quyết liệt. Tôi có thuyết phục bạn một vài lần nhưng bạn vẫn chọn cái mà bạn ấy thích. Thì cũng nói như anh Quang Dũng cũng cũng khá trùng quan điểm với tôi, khi là khi chúng tôi chọn Thế Phương vào cái vòng này thì chúng tôi hy vọng là bạn Thế Phương vào Việt Nam Idol sẽ thay đổi một cái gì đó trong cái giọng hát của bạn ấy, trong cách chọn bài cũng như là trong cái thẩm mỹ âm nhạc của bạn ấy. Nhưng có vẻ như là Thế Phương vẫn chưa sẵn sàng cho một cái sự thay đổi. Tôi chỉ hy vọng là bạn có thể bằng cách nào đó được vào được vòng trong thì chúng ta sẽ làm việc nhiều hơn về vấn đề đó. Xin cảm ơn nhạc sĩ Huy Tuấn. Và với chị Thu Minh thì chị đánh giá và nhận xét như thế nào về thí sinh Phạm Nguyễn Duy ạ? Bạn này là một ca khó nha. Tại vì sao? Em đứng ở trong hàng ngũ cùng với bốn người bạn của mình thì thật sự nhìn từ dáng vẻ cho tới cái biểu hiện và cái kỹ năng trong giọng hát của em thì em rất là ngây ngô. Đó, em có một cái điều gì đó nó ngây ngô mà nó rất là hơi vụng về một chút xíu trong cái sự thuyết phục mọi người, nhưng lại rất là cute, rất là dễ thương. Bởi vì sao? Trong khi các bạn mình rất là điêu luyện, rất là có vẻ là cố gắng để mà thể hiện những cái điều gì tốt nhất, thì em có một điều nổi bật, khiến cho em nổi bật. Và nổi bật có thể rằng là sau này em theo cái nghề này, em có cơ hội đi theo con đường ca hát, thì đây cũng sẽ là một cái điểm mạnh của em. Đó chính là sao? Sự tự nhiên, sự chân thật trong chính giọng hát và cách biểu diễn của em. Bởi vì nó đến từ chính con người của em. Đó. Xin cảm ơn ca sĩ Thu Minh. Và với thí sinh cuối cùng, thí sinh Trọng Hiếu, thì không biết là anh Thanh Bùi có những lời đánh giá và nhận xét như thế nào về thí sinh này ạ? Thanh nghĩ một người nghệ sĩ, mình xem ra mình nghệ sĩ không được không nghệ sĩ. Đó là một cái gì đó ông trời ông cho mình thôi. Và rõ ràng bạn Hiếu khi đứng trên một sân khấu, đó là một cái sự định mệnh rồi. Như là ông trời ông nói là bạn này cần phải đứng trên sân khấu và phải trình diễn cho mọi người. Thì cái mà ngày hôm nay mà Hiếu làm tốt với em là cái cách mà em di chuyển từ cái khúc đầu của em đến tới cái khúc thứ hai của em á, anh rất là thích cái cách mà em thổi vào cái hồn của em vào cái bài hát đó. Và em làm cái bài hát đó như là cái bài của em, chứ không phải cái bài của Pharrell Williams. Cái điều đó là cái điều anh đánh giá rất cao. Bởi vì là một nghệ sĩ, mình không thể photocopy. Một nghệ sĩ mình cần phải đứng trong một sân khấu, hát một bài như là cái bài đó là được viết cho mình. Và buổi tối nay em làm cái điều đó được. Và thêm một cái nữa là em mang một cái chất giải trí rất đặc biệt cho mọi người. Nhưng cái anh có sợ trước khi mà em trình diễn ngày hôm nay á, là em có sự cân bằng giữa cái kỹ thuật của em hát và em nhảy nó có vấn đề không? Nhưng có thể nói là tối nay không có vấn đề. Congratulations. Vâng, cảm ơn anh Thanh Bùi ạ. Trong lúc anh Thanh Bùi nhận xét thì Duy Hải để ý thấy là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng của chúng ta gật đầu rất là nhiều lần. Phải chăng là anh cũng đồng quan điểm với lại giám khảo Thanh Bùi ạ? Tôi nghĩ Hiếu là một cái gió mới
đem tới thần tượng âm nhạc Việt Nam những cái mùa qua. Và thật sự với cương vị giám khảo và những người trong ban tổ chức thì thật chất những năm trước chúng tôi cũng rất là mong chờ những cái thí sinh như vậy. Nhưng mà chưa có, năm nay may quá, có rồi. Về phần trình diễn của em thì anh nghĩ em rất là xuất sắc. Và nếu mà đã từng làm việc với cả những người chuyên nghiệp ở Việt Nam thì anh nghĩ em cũng được xếp vào những cái người hàng đầu về cái cách trình diễn chuyên nghiệp. Xin được cảm ơn lời đánh giá của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Và bây giờ thì chúng tôi rất muốn biết kết quả cuối cùng. Ban giám khảo sẽ lựa chọn 3 thí sinh nào đi tiếp vào vòng gala. Xin mời đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sẽ đại diện cho ban giám khảo. Chúng mình phải từ chối về rồi chứ không? Phải ban anh chị. Có lẽ rằng đây là giây phút rất là hồi hộp, không những là của năm bạn thí sinh mà của tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay cũng như mọi người đang theo dõi truyền hình trực tiếp trên VTV3. Mọi người đoán năm thí sinh đang hiện diện trên sân khấu, 3 thí sinh nào sẽ được đi tiếp vào vòng gala ạ? Trọng Hiếu, Ngọc Việt, Minh Quân, Thế Phương, Nguyễn Duy. Vâng, dường như có lẽ là mỗi thí sinh của chúng ta thì đều có một fan club riêng để ủng hộ các bạn. Nhưng mà kết quả cuối cùng thì vẫn đang còn nằm trong tay của ban giám khảo. Nếu như chúng ta có 3 thí sinh đi tiếp, 2 thí sinh sẽ rơi vào vòng nguy hiểm. Và khi đó chúng tôi sẽ nhờ đến ban giám khảo đặc biệt gồm có 41 người đang ngồi trong trường quay. Mọi người cổ vũ cho chúng mình đi ạ. Và bây giờ xin mời đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho chúng tôi biết kết quả cuối cùng. Tôi xin đại diện ban giám khảo sẽ đưa ra quyết định 3 thí sinh mà chúng tôi chọn. Người thứ nhất đó là Trọng Hiếu. Xin chúc mừng Trọng Hiếu. Chúng tôi xin chọn đó là Minh Quân. Xin chúc mừng Minh Quân. Và cơ hội cuối cùng, người cuối cùng ban giám khảo chọn đó là Ngọc Việt. Xin chúc mừng thí sinh Ngọc Việt. Vâng, một lần nữa chúng tôi xin được chúc mừng Trọng Hiếu, Minh Quân và Ngọc Việt. 3 bạn đã có mặt trong top 8 để bước vào vòng gala. Bây giờ thì xin mời 3 bạn di chuyển vào bên trong sân khấu. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong ít phút nữa. Kính thưa quý vị, điều này đồng nghĩa với thí sinh Thế Phương và Nguyễn Duy. Số phận của 2 bạn. Bây giờ chúng tôi xin mời ban giám khảo đặc biệt của chúng tôi sẽ định đoạt số phận cho 2 bạn. Vâng, trước khi mà chúng ta đến với kết quả của nhóm giám khảo đặc biệt thì ở dưới hàng ghế của nhóm giám khảo đặc biệt Duy Hải hiện thấy quán quân Việt Nam Idol Uyên Linh. Xin chào Uyên Linh ạ.
Tuyên Linh ơi, bạn cảm thấy như thế nào với phần trình diễn của 5 chàng trai buổi tối ngày hôm nay? Mấy bạn đó đẹp trai quá không? Xin lỗi chị không nổi. Mấy em nhỏ quá à. Linh với tư cách là người đã tập hát cùng với 5 em nam và ngồi đây coi 5 em biểu diễn, thì Linh thấy từ cái khoảng cách năm của Linh tới cái năm nay mới có 5 năm mà sao thấy mình già một cách kinh khủng luôn. Thấy mấy em quá là tươi mới, quá là dễ thương luôn. Và đúng như anh Dũng nói đó, mình thấy ở mấy em một cái màu mà mấy năm nay idol kiếm không có. Và Linh hy vọng rằng là các em càng vô sâu bên trong á thì ủa, họ chọn người thích nhất hả? Ủa nãy giờ nói tầm bậy. Ok. Nói cho xong đã, xin lỗi mọi người. Càng vô sâu bên trong phải càng tự yêu chính mình hơn nha. Vâng, xin được cảm ơn Uyên Linh. Với Uyên Linh thì chia sẻ là đã bị vẻ đẹp của các chàng trai trên sân khấu hớp hồn. Không biết là ca sĩ Phương Vi. Vi thì Vi chỉ bị hớp hồn mà bởi một cái chàng trai trong đêm nay thôi. Cái chàng trai đó làm Vi quá vui à. Cái chàng mà hát bài Happy vui quá, đúng như cái bài đó luôn ạ. Vâng, xin được cảm ơn Phương Vi rất nhiều. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ đây thì Duy Hải muốn chia sẻ với nhóm giám khảo đặc biệt. Trên ghế ngồi của quý vị có hai nút bấm, một nút bấm màu xanh và nút bấm màu cam. Nếu như quý vị chọn thí sinh Thế Phương, quý vị hãy bấm nút màu xanh. Nếu chọn thí sinh Nguyễn Duy, hãy bấm nút màu cam. Duy Hải xin được nhắc lại một lần nữa quý vị nha. Thí sinh Thế Phương sẽ bấm nút màu xanh. Thí sinh Nguyễn Duy sẽ bấm nút màu cam. Và cho chúng tôi hỏi là nhóm giám khảo đặc biệt đã sẵn sàng chưa ạ? Và bây giờ, thời gian bình chọn dành cho quý vị bắt đầu. Kính thưa quý vị, và nhóm giám khảo đặc biệt của chúng tôi đã có được kết quả cuối cùng. Chúng ta sẽ biết được kết quả ngay sau ít phút nữa. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Quý vị đang quay trở lại với Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam mùa thứ 6. Và ngay bây giờ chúng ta đã có được kết quả cuối cùng của nhóm giám khảo đặc biệt dành cho thí sinh. Thí sinh nhận được 25 lượt bình chọn trên tổng số 41. Và cùng dành những tràng pháo tay thật lớn chào đón thí sinh và chúc mừng Nguyễn Duy. Vâng, như vậy là đồng nghĩa với việc Thế Phương phải chia tay Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam Idol mùa thứ 6. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn Thế Phương vì bạn đã đến với cuộc thi năm nay và chúc cho bạn ngày sẽ càng tự tin và thành công trên con đường âm nhạc của mình. Ngay bây giờ chúng tôi xin mời ba thí sinh quay trở lại sân khấu. Mời Ngọc Việt, Minh Quân và Trọng Hiếu. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có được 4 thí sinh nam bước vào vòng gala. Xin được chúc mừng thí sinh Minh Quân, Ngọc Việt, Nguyễn Duy và Trọng Hiếu. Chúng tôi xin được cảm ơn 4 vị giám khảo. Cảm ơn ca sĩ nhạc sĩ Thanh Bùi, ca sĩ Thu Minh, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, nhạc sĩ Huy Tuấn. Xin được cảm ơn Long Black Pen. Cảm ơn ekip Makeup Nam Trung, stylist Huyền Coco, chuyên gia tạo mẫu tóc Cường Hoàng Lệ. Xin được cảm ơn nhóm bè Cadillac. Cảm ơn 5 bạn thí sinh của chúng ta đã mang đến phần trình diễn tuyệt vời. Và đặc biệt xin được cảm ơn nhóm giám khảo, 41 vị khách đặc biệt của chúng tôi. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam Idol mùa thứ 6 với đêm thi của 5 thí sinh top nữ vào lúc 20 giờ trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Quý vị có thể truy cập vào kênh 14 chuyên mục TV Show để bình chọn cho thí sinh nữ mà bạn yêu thích nhất. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị. Và thời gian bắt đầu bình chọn bắt đầu từ ngày mai 11 tháng 5 năm 2015 và kết thúc bình chọn vào lúc 20 giờ ngày 17 tháng 5 năm 2015. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!